Hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ không đồng hành cùng với Như Ý nữa. Hôm nay mình sẽ đồng hành cùng bạn Hồng Thấm. Em có thể tự giới thiệu bản thân mình với khán giả của kênh của anh không? Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hồng Thấm và hôm nay mình rất vinh dự và hạnh phúc khi được đồng hành cùng với anh Khương Sầu Riêng. Cái lời nói đầu tiên thì cho anh xin gửi lời cảm ơn đến em, tại vì em đã dành chút thời gian của mình để đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm của em. Thì cái vấn đề ngày hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ đó là cái vấn đề về làm luận văn tốt nghiệp. Thì trước đây mọi người thi tốt nghiệp và mình đi thực tập thực tế để mình nhận cái điểm tốt nghiệp, nhưng mà hiện tại thì cái chương trình nó đã thay đổi rồi. Bạn Hồng Thấm này thì bạn có kinh nghiệm cũng như là bạn là một trong ba người làm cái luận văn tốt nghiệp năm vừa rồi, năm mới nhất áp dụng chương trình làm luận văn á. Thì em có thể chia sẻ một vài cái niềm vui hay là cái háo hức, cái gì mà em cô đọng lại trong quá trình mà em làm luận văn không? Dạ thì trong quá trình làm luận văn thì đương nhiên cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà cũng có nhiều cái thử thách lớn dành cho em. Đầu tiên là vấn đề tìm đề tài, tìm hiểu đề tài, cho nên vấn đề xin giấy tờ y đức để thực hiện luận văn, cho vấn đề hoàn thành đề cương và vấn đề trình luận văn tốt nghiệp, đó là một quãng đường dài mà em đã trải qua. Nhưng mà anh biết cảm giác của em á, tại vì anh muốn xin hỏi em là tại vì mấy năm trước là mọi người đã làm về kiểu như đi thực tế rồi đi rồi xong mà thi tốt nghiệp á, thì năm nay đổi qua cái chế độ mới á, thì em có bị sốc tinh thần không, hay là em cảm thấy hào hứng khi mà bắt tay vào làm cái công việc đó? Trước khi mà có thông báo là cách thức tốt nghiệp của tụi em là một là chọn theo hướng luận văn, hai là hướng học phần bổ sung, thì lúc đầu thì em đã định hướng ngay cho mình là mình sẽ làm luận văn, bởi vì em cũng muốn thử thách bản thân mình trên cái hướng này. Còn cái thời gian mà mình chuẩn bị mình làm luận văn em thì nó có dài không em? Bắt đầu từ khi nào và kết thúc khi nào, và trong cái thời gian đó thì mình có thời gian nghỉ ngơi không, hay là mình phải làm cập nhật liên tục trong quá trình đó? Dạ, trước khi thì tiến hành làm luận văn thì đương nhiên là mình phải chuẩn bị cho mình một cái đề tài trước. Thì bên em thì theo mảng bên hình ảnh thì gồm có ba hướng là bên X-quang, CT và MRI. Thì lúc đầu thì em chọn cho mình theo hướng MRI, nhưng mà đề tài đó thì thầy cô nói với em là nó cũng không khả thi cho lắm, cho nên là em đã quyết định đổi sang CT. Và rồi sau khi mà mình chọn được đề tài bên CT rồi á, thì mình sẽ chọn cái bệnh viện mà mình muốn lấy mẫu, và sau đó là chọn là giáo viên hướng dẫn mình. Thì lúc đầu em cũng thấy rất là khó khăn, bởi vì trước đây thì không có ngành của mình thì không có làm nhiều trong cái mảng làm luận văn bên hình ảnh này, đặc biệt là bên mảng kỹ thuật đó, chỉ có đề tài và luận văn của bác sĩ thôi, cho nên là em cái việc mà chọn đề tài đối với em cũng thấy khó, mà em mất khoảng 1 đến 2 tuần để mà tìm cho mình một cái đề tài. Sau đó thì mất 2 tháng để em hoàn thành cái đề cương để trình cho thầy cô trong hội đồng chấm xem trước. Sau khi mà trình rồi thì thầy cô thông qua rồi, thầy cô sẽ chỉnh sửa cho mình cái hướng đi, cái mục tiêu nghiên cứu đúng nhất để mình hoàn thành đúng cái mục tiêu đó. Sau đó thì thầy cô trong hội đồng đồng ý thì em sẽ bắt đầu tiến hành làm cái hồ sơ y đức để nộp lên hội đồng y đức của nhà trường, và thầy cô trong hội đồng y đức xét duyệt đồng ý thì mất khoảng 2 tuần để em hoàn thành hồ sơ y đức. Sau đó thì em mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu để đi đến kết quả nghiên cứu cuối cùng là mất khoảng 1 tháng này. Vậy tính ra sơ sơ thì em cũng mất phải tầm 3 đến 4 tháng để mình bắt đầu từ cái công việc mà em tìm cái đề tài nghiên cứu ha. Nhưng mà cho anh hỏi là cái vấn đề mà em tìm đề tài nghiên cứu á, thì cái đề tài nghiên cứu này do thầy cô chọn hay là sao em? Tại vì đề tài nghiên cứu rất là rộng á, ví dụ như về sinh viên thì chọn đề tài nghiên cứu như thế nào, ví dụ như tụi anh thì ở làm bệnh viện này á, thì anh chọn những cái đề tài nghiên cứu mà nó liên quan tới lâm sàng nhiều á, thì còn tụi em thì chọn như thế nào, hay là giảng viên định hướng cho mình luôn? Giảng viên hướng dẫn cho em là đối với sinh viên mình sẽ không đặt nặng vấn đề là tìm về một cái đề tài nghiên cứu mới, mà thường thì mình sẽ đi sâu vào đi sâu hơn vào cái nghiên cứu của các nghiên cứu trước đây đã tìm hiểu, thì mình sẽ đi sâu vào cái phần mà người ta chưa đi sâu vào ấy, là mình sẽ tìm hiểu rộng hơn về một cái mảng đó, chứ nhất thiết thầy cô bảo là không có chú trọng được mà sinh viên phải đi nghiên cứu một cái đề tài mới, vì cái đó là thường là
những người mà thầy cô mà học lên thạc sĩ, tiến sĩ đồ, người ta sẽ lựa chọn mấy cái đề tài chuyên sâu hơn. Thì anh cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em cũng như thầy cô ở trường á. Nhưng mà đó là những cái khó khăn, những cái thách thức mà em đã vượt qua rồi. Sau khi mà em tốt nghiệp á, thì em đã có một cái luận văn em cầm trong tay rồi. Thì em cảm nhận được cái khi mà em cầm cái luận văn trong tay á, thì em có những cái lợi ích gì, có những cái ưu điểm gì hơn những cái bạn mà cùng trang lứa, những cái bạn mà chọn cái học phần á. Thứ nhất là ưu điểm đầu tiên là mình sẽ được trao đổi nhiều hơn với thầy cô, mình sẽ được mở rộng hơn về kiến thức trong cái mảng CT đó. Tại sự nhiên là em là chọn học phần chọn cái hướng đề tài cho mảng CT thì em sẽ bổ sung nhiều kiến thức tài liệu, vì trong quá trình làm luận văn đó mình đọc rất là nhiều tài liệu tiếng Anh, tài liệu nước ngoài đối với mảng CT, đó là mình sẽ được tìm hiểu sâu hơn về cái mảng mà trước đây đi thực tập mình có thể bỏ qua mà mình không có để ý tới. Thứ hai là mình không phải mình không phải đi thực tập bệnh viện này, mình cũng không phải thi cử này, mình chỉ có trình luận văn vào khi mà mình đã hoàn thành hết thì mình chỉ có trình luận văn vào buổi cuối cùng thôi, đó, mình không có áp lực thi cử gì nhiều. Khi mà em trình luận văn á, thì em trình luận văn cho những cái thầy cô trong trường hay sao, hay trình luận văn ở đâu? Em trình luận văn cho đối với em học thì em trình luận văn cho bác trưởng khoa đại học chẩn đoán hình ảnh của đại học Y Dược này, đa số là bác sĩ, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đại học Y Dược cơ sở 2, cơ sở 1 và các thầy cô giảng viên trong ngành chẩn đoán hình ảnh của trường em. Thì em thấy cái này cũng là cũng như là một cái cơ hội á, tại vì em kết nối giữa những cái giữa em và những cái bác trưởng khoa hay những cái bác sĩ lớn trong ngành đó. Sau khi mà em tốt nghiệp á thì có những cái cơ hội á, thì những cái bác sĩ trưởng khoa ở những cái bệnh viện lớn sẽ biết tới em á, và sẽ ưu tiên em hơn. Thì cũng đó là một cái ưu điểm của cái việc mà các bạn mà làm luận văn á, thì mình thấy khuyến khích các bạn nên làm luận văn. Mà mặc dù hồi cái thời của mình không có làm rồi, nhưng mà hy vọng là những cái thế hệ sau á thì có sẽ có rất là nhiều cái luận văn để cho mình có thể và nhiều người có thể tham khảo được. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh của mình. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn.